Pháp hội niệm Phật A-di-đà, chùa Quan Thế Âm, Đại Đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng, công đức phóng sanh, in kinh, in tượng Phật không thể nghĩ bàn. Thời gian ngày 5 tháng 12 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Tân Sửu, Giác Nhàn hôm nay có mặt tại Viện Chiên Tu, có một buổi giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về in kinh, in tượng Phật, phóng sanh, cứu tế nạn lũ lụt dịch bệnh để âm siêu dương thới và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay có phát trực tiếp trên toàn thế giới. Hiện tại trên chùa Quán Thế Âm cũng đang nghe trực tiếp đại chúng sáng hôm nay văn tập, và đại chúng ở Viện Chiên Tu cũng như những người ở các nơi trên thế giới đang vô cái đạo tràng trên không trung Mỹ, Úc, Canada, rồi bên Áo, rồi trong nước của mình đều hôm nay ngồi chung trong một cái ngôi nhà Phật Pháp để mình nghe Phật Pháp, tư duy Phật Pháp, hiểu Phật Pháp và thực hành Phật Pháp để mình đạt được cái sự an vui. Hay nói khác hơn, đó là học Phật, hiểu được Phật Pháp và tu theo Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Vì tất cả chúng sanh nếu không có Phật Pháp thì sẽ không tin nhân quả và không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Do tâm của mình bị vô minh cho mình không phân định được đâu là chánh là tà. Vì vậy cho nên mình phải học Phật Pháp rồi bắt đầu mới biết bỏ tà theo chánh, bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là cái niềm vui của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Vì vậy cho nên người con Phật thì phải học Phật và làm theo lời Phật dạy. Thì hôm nay nói đến cái việc mà Tổ sư Ấn Quang Ngài làm những cái điều gì để lại trong văn sao chúng ta học, đó là cuộc đời của Ngài có tiền Ngài in kinh, in tượng Phật, cứu tế nạn lũ lụt, phóng sanh. Đó là cái việc của Ngài làm, và đây là những cái công đức để giúp cho người còn sống tăng cao tuổi thọ, phước thọ miên trường. Những người đã mất nương nơi công đức này mà vãng sanh Tây Phương, công đức này rất là thù thắng. Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần lễ nữa, đó là ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu. Đến hôm nay còn đúng 1 tháng 28 ngày là đến Tết Nguyên Đán. Thành ra thì ví Phật Di Đà thì mình không có tổ chức mời mọc lớn lao, chỉ có tổ chức trong nội bộ và có cúng dường trai tăng, phóng sanh. Rồi ngày 21 tháng 12 âm lịch thì chúng ta có cúng tất niên cuối năm. Thay vì ngày 19 thì nó lễ Quan Âm, quý đại chúng cũng mệt rồi, với hai nó vô thứ sáu trong vô chủ nhật.
Vậy cho nên những cái lễ trong năm nay cũng như sắp tới thì không có tổ chức tụ tập các tỉnh về cũng như các huyện về, chỉ tại địa phương gần chùa hoặc giả đại chúng thôi, chứ không có tập trung đông do dịch bệnh, là nhất là cái xã Hiệp An mình trên đó nó vô vùng đỏ rồi, tức là nhiều người bị nhiễm F0 quá. Vì vậy cho nên Ví Di Đà cũng như là Tất Niên á, thì cũng làm cái lễ trong nội bộ. Tuy nhiên cái ngày lễ Tất Niên đó sẽ làm cái lễ cúng trai tăng và có một cái lễ cúng thí thực lớn như mọi năm để cầu siêu cho các vị đã chết vì dịch bệnh cũng như tất cả các thai nhi. Đó là cái chương trình để thông báo với đại chúng biết như vậy. Thưa đại chúng, cái ngày mùng 1 Tết đó thì hàng năm cũng sẽ chúc Tết, mà chắc là cũng sẽ chúc Tết ở tại nơi viện chiên tu thôi. Phát trực tiếp lên trên chùa sáng ngày mùng 1 sẽ làm một cái chương trình chúc Tết đầu năm. Chứ lên trên chùa và văn tập về đó thì đầu năm mà lỡ mà dịch bệnh không biết khi nào nó chấm dứt. Cho nên thành ra mình cũng không có lên cái chương trình cố định để tập tụ đông người được. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, năm nay chỉ có 29 là mùng 1 thôi chứ không có 30. Thì nói một số những chương trình như vậy để đại chúng biết. Và trên chùa của mình thì năm nay vẫn tiếp tục nấu bánh tét, rồi đại chúng cũng làm một số những thức ăn để quý Phật tử bên ngoài cũng như đại chúng để dùng 3 ngày xuân. Đó là chương trình thông báo để đại chúng biết. Trên chùa cũng đang ngồi nghe trực tiếp để mà biết chương trình như vậy để mình sắp xếp. Vừa qua có cái video chú Nhuận Tấn với lại thầy Nhuận Phiên có làm một cái video mà thầy Nhuận Phiên để hai cái từ là chuyện lạ, mà trong đó thì có thi kệ thầy Nhuận Minh đọc với hai lá thư. Với Giác Nhàn có nói về cái việc mà cô Thủy cô mang cái bệnh Covid dương tính mà cô vẫn bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra, đó là chuyện lạ. Cộng lại với nói đến cái việc mà cái ông đó ông tụng kinh Phổ Môn mà trong Văn Sao Ấn Tổ dẫn chứng cái câu chuyện đó đó, thì nhiều người họ nghe họ thích. Mới hồi nãy vô xem lại cái view nó lên đến 45.394 người. 45.000. Thì đây là cái số lượng người lượt xem nhiều nhất từ xưa đến bây giờ. Chưa có cái đĩa nào mà số lượng nhiều người như vậy trong vòng chưa đến 1 tuần. Thường mình vào tầm khoảng 1 tuần thì khoảng 10.000 đến 15.000. Khi 20 thôi chứ không có thể đến 45.000 được. Thì giờ những người ở trên mạng họ xem như vậy thì cái công đức của những người để mà truyền tải cái video này rất thù thắng. Chú Nhuận Viên với thầy Nhuận Phiên coi như là dày công khổ cực, coi như là làm những cái đoạn phim này. Rồi thầy Minh cũng đọc những cái lời trong Văn Sao Ấn Tổ, mà Văn Sao Ấn Tổ mà lưu truyền đi thì pháp thí nó thù thắng hơn mọi thí, công đức rất thù thắng. Vì vậy hôm nay có buổi giảng trực tiếp là bởi vì có cái phóng sanh ở bên ngoài, đang để ngoài đó, đáng lẽ ngồi bên ngoài để phóng sanh vào lúc 10 giờ. Và tuy nhiên hôm nay có một số quý Phật tử cũng gửi tịnh tài về để phóng sanh in kinh, nhất là kinh Phổ Môn. Vừa rồi đây có mẫu chuyện đó thì có nhiều người xin Phổ Môn. Có cô Kim Loan ở Sài Gòn, cô xin một cuốn, Giác Nhàn tặng hai cuốn để cho bạn. Hiện tại cô cũng đang ngồi nghe pháp trực tiếp ở đây. Đang phát trực tiếp, cô ở Sài Gòn, cô nghe Giác Nhàn ngồi tại đây để phát trực tiếp. Một số những người họ xin bây giờ thiếu kinh Phổ Môn tiếp tục in. Lẽ dĩ nhiên xưa nay mình không có kêu gọi thiếu bao nhiêu tiền để in kinh, có nhiều in bao nhiêu. Bây giờ tiếp tục in 2.000 cuốn kinh thì đợt này sẽ làm cuốn kinh A Di Đà với Phổ Môn đó, chung vô. Thì nó mỏng hơn, không có kinh Ngũ Bích Danh, cho nên thành ra cái tiền nó cũng rẻ hơn. Có 35.000 một cuốn, lúc trước là đến 69.000, 59-60.000. Vì vậy cho nên nói như vậy để đại chúng biết, và ai có xin kinh Phổ Môn thì mình xin về để mình tụng tại nhà. Thì mãi đến hôm nay hơn 2 tháng mỗi buổi sáng
3 giờ mấy 4 giờ giác nhàng dạy tụng và đại chúng ở tại viện chuyên tu cũng như là trên chùa Quan Âm tụng đó, thì cảm được cái bộ kinh Phổ Môn này và cảm được cái năng lực bất khả tư nghì vô tác diệu lực của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là màu nhiệm. Và hôm nay chiều đại chúng tu 2 giờ đến 4 giờ ở tại viện chuyên tu cũng như trên chùa tụng thêm Phổ Môn đó. Kinh Phổ Môn này đặc biệt lắm. Vậy cho nên mình in ra để mình tặng miễn phí. Đối với chúng tôi thì xưa nay cũng không kêu gọi gì cả. Có một số những Phật tử mạnh thường quân, họ có cái tín tâm và họ có phát tâm cho Pháp hội của mình làm những công việc Phật sự, thì hỏi họ thử coi có phát tâm một vài người, mình hỏi thử coi nếu mà họ không phát tâm thì thôi không sao. Cái đó là cái thân cận, gọi là cận sự nam, cận sự nữ, chùa nào cũng có để mà họ hộ pháp. Nếu mà họ có điều kiện được thì họ phát tâm, còn nếu không thì không sao. Chứ bản chất chúng tôi thì không kêu gọi. Thực sự mình nói để họ phát tâm, để họ cúng dường, để họ tích phước thôi. Còn riêng vấn đề in kinh, phóng sanh và xưa nay thì để tùy tâm họ thì nó tốt hơn. Đó là cái mục tiêu chúng tôi là vậy. Cho nên mong đại chúng ở đây cũng như là ở trên chùa đang ngồi coi trực tiếp này, mình cũng không nên gợi ý kêu gọi những người Phật tử bằng một cách cộng đồng mà không quen biết gì. Khi họ gặp mình cái là mình đặt vấn đề về tài chánh, về cái việc họ giúp mình thì họ sẽ bị dị ứng liền. Thứ nhất là không chuẩn bị kịp, thứ hai không biết là họ có ân nghĩa với mình hay không, họ mang ơn mình nhiều hay không. Dẫu cho mang ơn nhiều thì cũng không nên kêu gọi. Cho nên chúng tôi giữ cái lập trường từ xưa nay và nhất là bây giờ phải giữ cái lập trường là không nên kêu gọi. Vì mình kêu gọi họ thì họ đánh giá mình ngay. Tuy nhiên có một số những người mạnh thường quân là họ thân cận, gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Có nhiều lúc kinh tế họ eo hẹp hoặc giả, nhiều lúc họ cũng không chuẩn bị, họ cũng hơi suy nghĩ một chút nữa. Vì vậy cho nên theo đường hướng của Ấn Tổ là có nhiều làm nhiều. Họ thường tịnh không cũng thế. Có nhiều làm nhiều, không có thôi. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta nói như vậy để cho quý thầy nếu mà còn gia đình ở tại quê nhà mình đó thì nên khuyến khích viết một cái lá thư hoặc giả lấy cái mẫu chuyện mà vừa rồi thầy Minh đọc mà Giác Nhàn soạn ra đó, gửi về tại nhà để cho gia đình của mình thấy cái mẫu chuyện của một cái ông đó mà ổng tụng kinh Phổ Môn mà nhà ổng không dịch bệnh, mà cả cái khu làng đó cũng không dịch bệnh luôn. Do Bồ Tát Quan Âm ứng hiện trong giấc mộng báo ổng là nên đem Phổ Môn để cho mọi người và nhiều nhà tụng, cho nên nó có kết quả. Thường mình chỉ niệm Quan Âm không thì cái người căn lành rất sâu dày, họ niệm nó vô công phu và họ đề khởi được. Còn bình thường niệm nhiều lúc nó quên, nó chán. Cần phải có Phổ Môn dặm tụng hàng ngày, cho nên mình mới thấy cái công đức lực dụng của Ngài với cái sức gia trì trong kinh đó, thì mình mới nhớ được danh hiệu mình niệm chứ không phải dễ đâu nha. Đó mấy anh em coi đi. Nhiều lúc mình tha thiết, mình muốn niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm lắm nghe, vậy mà niệm không vô. Chập cái loãng loãng nó đi đâu à? Đúng không? Rồi mình lo ba cái công chuyện gì đâu đâu à? Mình cho là quan trọng. Nhưng mà để đến lúc chết rồi thì những công việc đó chả giải quyết được gì. Tiền của nhà cửa cho đến thân mạng này, bây giờ mình lo lắng cho nó ăn uống ngủ nghỉ, đến lúc lâm chung nó cũng không theo mình được. Cũng chôn vùi với ba tấc đất, với ba thước đất và mang đi thiêu mất thành đống tro tàn. Thế mà bây giờ mình vẫn cứ suy dại, mình suy nghĩ lên men lan man, muốn đề khởi không được. Lý do gì? Căn lành mình quá yếu kém. Chuyện tu Phật Pháp mình xem giống như là chuyện phụ, bữa ăn phụ, vứt ra sau gót. Đó là cái thiệt thòi của mình đấy. Trong bữa đó có chị Cúc là bà chị ruột nè, bữa qua bên này cũng mấy tháng, Giác Nhàn nói đó, chị coi lại đi. Từ hôm bữa giờ qua đây niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu? Giữ đại bi thì 108 được, để mà giữ câu Phật hiệu được không? Bà kêu vô làm cái nó quên. Dĩ nhiên đại bi 108, 54 được, nhưng mà lúc lâm chung có tụng đại bi nổi không? Nó trợ hạnh mà, chỉ có niệm Phật ra đi thôi. Bà kêu ha, đông công nhận câu Phật hiệu, khó giữ thiệt. Hồi trước mình đi làm cho người ta thì không nói, mà bữa nay mình làm tại chùa vậy đó, mà cứ sáp vô công việc rửa chén, cái lo việc này việc nọ cái làm mất. Bây giờ nếu mất thì đeo cái máy để nghe. Đỡ lắm à. Đỡ lắm chứ. Nếu mà tự niệm không được thì phải đeo cái máy để nghe. Mà nghe cái máy hoài mà không niệm mà thời gian rồi cũng như chất quá, cái tâm mình nó chạy đi đâu. Chị nói đó, nghe cái máy mà nó cũng nghĩ đi đâu đâu.
Rồi thọ mạng hết thì sao? Năm nay 60 số mấy rồi, bây giờ là hết đời người rồi đó. Qua đây mà mang tiếng tu ngang, có nhiều Phật tử đó đến đây mang tiếng tu á, mà cuối cùng tu ngoài da, tu tà tà, cỡ người xem đèn chơi thôi, không ăn thua. Sanh tử đến cái là coi như là run rẩy, kêu cha gào mẹ. Chứ kêu Phật không được, bây giờ bình thường có kêu Phật đâu. Bình thường có niệm Phật đâu mà lúc đó kêu Phật. Được không? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nè. Suy nghĩ lại đi. Chết mang được gì? Chết mình đi đâu? Coi lại. Đó là việc hôm nay Vấn Nhàn nhắc nhở đại chúng phải nên lưu tâm. Hôm nay nhân cái tiện đám giỗ của mẹ thầy Nhuận Minh, và có một cái chú đó hôm qua hẹn ổng 10 giờ mới xuống. Đúng là 9 giờ mình vô giảng rồi, tưởng chỉ có phóng sanh thôi. Nhưng mà hôm qua thì buổi chiều suy nghĩ lại giỗ mẹ thầy Nhuận Minh, mà chị Tuyết, chị thầy Nhuận Minh cũng gửi tiền về cúng dường phóng sanh rồi cúng trai phạn hôm nay mà cũng không có buổi giảng gì hết, thì thấy nó cũng lạnh lẽo. Thành ra sáng hôm nay Vấn Nhàn cũng lên giảng sớm một chút. Vậy cho nên thành ra cái duyên của bà cụ cũng rất thù thắng. Và hôm nay cũng có thêm đó là cái ông đó, ông gửi cái tên mà cái cô đấy bị bệnh dịch Covid chết, tên cô Sương đó. Chút nữa ra phóng sanh để hồi hướng. Thì sẵn tiện có vài người gửi tên nữa, cho nên thành ra hôm nay mới lên nói đến cái công đức mà phóng sanh in kinh tạo tượng cứu tế nạn lũ lụt dịch bệnh đó, để hồi hướng cho gia đình của mình, những người quá vãng được sớm siêu sanh về cực lạc. Đó là cái việc mà hôm nay thì cũng là cái tình huynh đệ. Mẹ của thầy thì cũng có duyên về chùa của mình, hai ông bà ở một cái thất ở trong cái khu mà bên chùa của mình bên trong đó. Lúc trước bà cụ còn sống thì Vấn Nhàn thỉnh thoảng lên chùa cũng ghé vô thăm. Thì bà cụ bà có nói những cái câu mà Vấn Nhàn nhớ. Bà nói là cuối cuộc đời của con với bạn đồng tu là bố thầy Nhuận Minh đó, được về tại chùa của thầy, được ở trong ngôi Dạ Lam, đó là con mãn nguyện lắm rồi. Dẫu cho bên Mỹ nó đầy đủ thiên đường của vật chất, nó sung sướng gì đi nữa, đối với con thì không bằng ở tại nơi này đâu. Thực sự bên Mỹ là nơi thiên đàng vật chất, đường xá phẳng phiu, thức ăn, thuốc uống vân vân, coi như là họ làm một cái đất nước mà con người ai cũng thích, cả thế giới Hiệp Chủng Quốc là nước nào cũng muốn đến nước Mỹ, người dân nào ở đó các nước đều muốn đến Mỹ. Lúc trước chúng tôi cũng muốn đến, cũng đến 2 năm rồi đó. Qua đó là mình thấy coi như là nhà cửa đường xá đâu ra đó, vật chất coi như là người ta mà thích vô cùng. Nhưng mà riêng cái người mà họ thực sự muốn tu rồi thì họ tìm một cái đạo tràng có hộ niệm. Bà cụ nói, con giờ không mơ ước, không suy nghĩ đi nước nào, cũng không có muốn đi về lại Mỹ nữa, mà chỉ muốn về cực lạc. Mắt con muốn vào phòng hộ niệm để mà tiễn đưa con về cực lạc. Bây giờ con với ông bạn đồng tu là bố thầy Nhuận Minh á, là chỉ bạn đồng tu thôi, hai người ở hai cái phòng. Bố thầy Nhuận Minh có thêm nữa là ba thầy Nhật Nguyện ở chung đó nữa, rất yên ổn. Mấy anh em suy nghĩ lại, tuổi về già của mình là cái lúc mà hậu vận cuối cuộc đời của mình làm sao được ở trong ngôi Tam Bảo, hoặc giả không được ở ngôi Tam Bảo thì mình cũng ở gần chùa, mình là Phật tử thuần thành, để lúc lâm chung mình được vào phòng hộ niệm. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Chứ nhiều lúc mình tu, lúc bây giờ thì tu tốt lắm, nhưng mà 50-60 tuổi lúc cuối đời rồi, bắt đầu mình về với con cái, hoặc giả mình đi xa chùa, xa cái nơi bạn đồng tu, thì mình coi chừng thất bại. Phải nguyện làm sao giống như mẹ thầy Nhuận Minh mà cuối đời được vào phòng hộ niệm, đúng y vậy. Cuối đời bà cụ đi vào trong phòng hộ niệm và hộ niệm cho bà ra đi, và coi như thầy Nhuận Minh với đại chúng hộ niệm bà ra đi, thân tướng rất là đẹp, hoan hỷ vô cùng. Bà cụ đi trước ông cụ. Vì vậy cho nên Vấn Nhàn mong rằng quý thầy, khi bắt đầu mình đã biết pháp môn Tịnh Độ rồi, mình làm sao để cho cha mẹ của mình Phật hóa gia đình, để cho gia đình mình bắt đầu thuần thành pháp môn Tịnh Độ, để lúc lâm chung coi như là họ được về Tây Phương Cực Lạc. Đây là đại báo hiếu. Còn nếu mà mình cho cha mẹ mình của cải vật chất, giống như thầy Nhuận Minh, ví dụ thầy không đi tu đi, thầy ở bên đó, thầy làm kỹ sư, bác sĩ, thầy làm cái gì thiệt là có điều kiện vật chất đi nha,
rồi cho cha mẹ của thầy đi nước này nước nọ hưởng đầy đủ vật chất sung sướng đi. Thì đó là cái hưởng về, về cái niềm vui của thế gian. Thì Ấn Tổ nói cái việc này chưa phải là đại hiếu, bởi vì họ chết họ vẫn sanh tử luân hồi. Nhiều lúc ở chung với nhau như vậy đó, có những cái chuyện phiền não bất chắc xảy ra nữa, bất an xảy ra. Vì lý do gì vậy? Họ chỉ hưởng vật chất, họ không biết tu. Họ đầy đủ của cải vật chất đó, nhưng mà họ không biết tu. Cho nên bà cụ mẹ thầy Nhuận Minh là bà biết buông xả. Vật chất của cải thiên đàng ở, ở bên nước Mỹ, bà buông một cái một đi về ở một cái cốc đơn giản, bà ở bên đó bà tu. Biểu pháp rất tốt. Cho nên hôm nay thì coi như là thực sự công việc đang làm nhà dưỡng lão, hôm qua đổ bê tông đồ thấy nó cũng không được khỏe, nhưng mà điều hôm nay vì cái dỗ của bà cụ cho nên thành ra cũng lên để tán thán cái công đức của bà cụ để làm biểu pháp cho các cụ. Mà các cụ hiện tại đang ở tại viện chuyên tu, rồi đang ở trên tịnh thất, tuy rằng ở ngoài tịnh thất nhưng mà mình cũng là gì, cũng là người trong tịnh thất. Chừng lúc mà bệnh hoặc yếu già đưa vào hộ niệm cũng y chang như các cụ ở trong, không khác gì hết. Chúng tôi là bình đẳng, không phải là cha mẹ anh em hoặc là mẹ thầy Nhuận Minh, mẹ thầy Nhật Tánh hoặc những cụ nào mà gọi rằng là ở trong chùa thì mình mới có thể lo cho họ nồng hậu đầy đủ. Còn những người ở ngoài mình không có lo cho đầy đủ thì cái tâm mình có phân biệt. Vì mục tiêu mình là lo cho họ về cực lạc, thì người ở ngoài, ở trong, người xa lạ gì mình cũng đem họ về cực lạc hết. Mà hãy đem họ về cực lạc được và khuyến khích họ niệm Phật để vãng sanh về cực lạc, để một phàm phu đã thành Phật thì công đức thù thắng. Mình nhắm nơi chỗ công đức này chứ không phải chỗ thân sơ. Đó, mấy anh em ở trên chùa giờ đang ngồi nghe đó, đó thầy Nhật Thiện, chú Nhuận Hiền rồi đó, là mình phải làm sao là coi tất cả những các cụ đó đó là như cha mẹ của mình. Như rồi chú Quảng, ông thấy ba cụ ở đây bị bệnh, cụ Đức ngồi đây nè. Cụ Đức là thường là cụ bên Đức về mà bà 80 mấy tuổi rồi. Chú nói bạch với thầy Nhuận Minh rồi, con lấy xe 7 chỗ Hyundai của sư phụ đưa các cụ đi kêu được. Lấy tiền đưa các cụ đi khám, lo cho các cụ giống như là mẹ của mình đi. Thực sự lo cho họ như vậy, nói chân thật, không phải hôm nay chúng tôi nói làm được rồi bắt đầu kể công khoe khoang, không phải. Mà thực sự trong tấm lòng của chúng tôi xem các cụ giống như là người thân bằng quyến thuộc của mình, thì mình mới có thể giúp cho họ được vãng sanh. Ngay bây giờ mình kết duyên với họ như vậy. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi mong làm sao những người mà đang ở trên tịnh thất như ở dưới này học một cái biểu pháp của bà cụ mẹ Thầy Nhuận Minh là cuối đời là vào phòng hộ niệm. Bà có cái nguyện vậy cho nên cuối đời bà vô phòng hộ niệm. Còn bây giờ mình còn nghĩ lan man lên mên. Còn mình bây giờ là còn nghĩ mà con cái rồi nhà cửa rồi tiền bạc, mình nghĩ đủ kiểu hết trơn, thì lúc lâm chung nó đi theo ý niệm đó à. Ý niệm hiện tại nó quyết định cho cái lúc lâm chung và cái lúc tương lai mình bỏ xác thân này, cái tâm thức mình đi đâu á. Như vậy hôm nay bà cụ mất 3-4 năm, 4-5 năm, hoặc giả có những người mất 1-2 năm đó, thì mình hồi hướng cái công đức in kinh phóng sanh có được siêu thoát không? Được, chắc chắn là được. Chúng tôi nhớ đó là có tên cô bé này chắc cũng 20 mấy tuổi, tên bé Trang. Năm 95-96 gì á, chúng tôi ở trong chùa thầy Minh Châu, Phú Sơn, Lâm Hà. Bé này thọ mạng nó hết, nó chết chết nước ở Mũi Né. Gia đình kêu xuống Ninh Trữ ở dưới Phan Rang, không chịu, 1-2 là xuống Mũi Né thôi à. Cuối cùng gia đình phải chiều. À, mẹ của con bé Trang này tên là cô Cúc, cô ở Đức Trọng này nè. Rồi đưa cả gia đình đi xuống, thường mấy ngày lễ hay xuống biển, người ta tắm biển chơi rồi vậy đó. Thì xuống tới đó cái có một cái ông tối khuya khuya ông đi làm trài đánh cá, tự nhiên ông nghe đâu ở dưới biển nó vọng lên nói là tao hôm nay có người thế rồi. Bé Trang nó thế tao cho nên thành ra thôi bữa nay tao chuẩn bị có người thế rồi. Một số những người họ chết nước, chết đường, họ không có siêu thoát được, họ ở đó họ chờ người để thế, không biết cái kiểu phần âm họ thế cách gì mình không hiểu. Rồi cái ông đó, tên con ổng cũng có tên bé Trang, ổng về ổng sợ quá, ổng nhốt con ổng ở nhà không cho đi ra ngoài. Vậy thì cuối cùng là sáng chiều chiều, 2-3 giờ ổng ra thì ổng nghe bé Trang bây giờ trôi ra biển rồi, không biết trôi dạt đi đâu. Rồi mà thường trôi ra biển thì ở trên
cái núi ở trên Mũi Né có một cái chùa của ông thầy đó, ông chuyên tụng pháp hoa, cứ lên nhờ ông, ông cầu nguyện, ông tụng cái là đi tìm ra. Thì cuối cùng cũng nhờ ông thầy đó tụng được, tìm ra mang về, thì mang vô chùa ông thầy Minh Châu, xong rồi mang về nhà. Thì chúng tôi lúc đó thì cũng chung với anh em ra liệm, mang về rồi mà cái hòm chưa đậy kín, chỉ quay qua còn nhìn thấy cái mặt của nó. Thì cô Cúc này cũng khá có điều kiện, cho nên cô cúng dường trai tăng, cô hồi hướng thì trước 49 ngày đó thì thấy nó về. Bé Trang cái mặt nó nhìn thấy nó buồn bã lắm, mặc đồ rách rưới mà xấu xí lắm, thân tướng tóc tai nó bù xù lắm. Sau khi cúng dường trai tăng ở chùa thầy Minh Châu xong thì cổ ngủ, cổ nhìn, cổ thấy nó quần áo lụa là đẹp đẽ, rồi mặt mày hoan hỷ vui vẻ, nhìn sắc tướng đẹp hơn lúc trước, rất đẹp. Mà nó chào cổ là nó đi luôn. Nhờ cái phước mà cúng dường trai tăng đó mà bé Trang này nó siêu thoát. Tuy nhiên những người như mẹ thầy Minh hoặc là mẹ của Giác Nhàn, ông cụ, những gia đình của quý vị có những người đã mất lâu rồi đúng không? Họ tái sanh để làm người, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc về cực lạc. Mình cần cúng không? Cần. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đến giỗ mình đều chi tiến hương linh đó hết, đều cúng để hồi hướng cho họ. Đó là cái việc mà chúng tôi chứng minh cái câu chuyện này là chính mắt thấy tai nghe, và bản thân chúng tôi lúc đó cũng hay đi đám, đi ra liệm bé Trang này đó. Đó là cái việc mà chúng tôi nói con người chết không phải là mất đâu. Những cái đạo giáo mà lúc Đức Phật còn tại thế là chấp đoạn là con người là chết, là cái xác thân này chôn xuống đất, hoặc giả họ thiêu ra thành tro rồi đó, thì cái linh thức đó, con mắt thịt, mắt phàm mình không thấy, thì mình nghĩ cái linh thức đó là không có đúng không? Nhưng mà cái cảnh giới họ, cái thân trung ấm họ không tương đồng với mình, cho mình nhìn không thấy, chứ thực ra có. Có cái linh thức đó chứ. Cho nên con người họ mới có thể là đầu thai làm người, rồi sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, sáu cõi luân hồi có mà. Trong kinh nói có. Đúng không? Mà trong sáu cõi đó thì mình chỉ nhìn thấy được cõi người với cõi súc sanh thôi. Chứ địa ngục, ngạ quỷ, cái thân trung ấm là cái thân nó khác, với tần số nó khác là mình nhìn không thấy rồi. Đó là cái việc mà mình phải lo cho cái tương lai của mình, tích lũy những cái vốn liếng gì để mình đi về thế giới bên kia, rất là quan trọng. Rồi có một cái câu chuyện, đó là cái ông này, ông ở cái câu chuyện thì nghe lại chứ không thấy trực tiếp, mà nghe lại rất chính xác. Ông này ông cũng có địa vị, ông cũng giàu có, ông lo lắng nhiều quá, cái ông bị tai biến đột quỵ, cái ông chết. Thì khi mà có thân thế giàu có thì nhiều người đến để viếng, viếng của ông đám tang. Mà khi mà nhận phúng điếu rồi, mà người mà có được tiếng tâm mà gọi rằng là quan hệ tốt với nhiều người là thì thôi, tiền không thiếu, đôi khi lên cả tỷ, nhiều lắm. Thì cuối cùng ông này phúng điếu xong thì xây cái mộ cũng khá lớn. Sau đó rồi 49 ngày cúng, 49 ngày thì họ cúng mặn, bởi vì họ đâu có biết đạo đâu. Thì khi mà cúng mặn thì ông về, ông thương cái đứa cháu nội đó, đứa cháu gái đó, ông thương nó dữ lắm, lúc chết mà coi như ông thương lắm. Thì ông nhập vô nó, mà khi ông nhập vô nó thì nó mới 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi, thì mấy đứa nhỏ nó nói tiếng con gái nhỏ nhỏ thì phát hiện là cái tiếng của nó, mà ông nói y tiếng của ông luôn. Ông về ông nói là cái lúc còn sống không biết tu phước, rồi ỷ có tiền rồi xài xẻ người khác, rồi cũng không biết ăn chay tu hành. Khi mất chỉ nhờ mấy thầy đến cúng đám một chút vậy thôi. Đến bây giờ sát sanh, cho nên những con thú đó đến nó đòi mạng, ông sợ. Ông kêu những con thú đó đến đòi mạng, bây giờ phải làm sao chuộc mạng những con thú này bằng cách phóng sanh làm phúc đức cho ông đi. Ông nói, mà đứa bé này nói, mà nói ngay cái buổi tiệc đó luôn, ngay cái buổi 49 ngày đó. Cúng chỉ có mâm cơm, mấy thầy kêu là cúng chay ở trên bàn thờ đúng không? Còn ổng không? Còn riêng toàn bộ đãi mặn không? Không phải cúng chay không là được, rồi đãi mặn người ta không có gì. Mà đãi mặn đó thì buộc là phải thuê người giết chứ. Nấu cổ nhờ người khác nấu đám mang đến thuê người giết thì ông này ông cũng lãnh đủ vì ổng mà. Ông quá khổ đầu hải hùng, và ông nhập về đứa cháu, ông nói, ông kể hết cái sự khổ ổng như thế nào, ai cũng như là lơ đũa hết trơn. Sự việc này cũng khá nổi tiếng. Vậy cho nên tổ sư ông Quang nói cái ngày đám cưới của mình giữa nam nữ đám cưới với nhau là cái ngày hạnh phúc. Một đời có một lần, mình nói trăm năm hạnh phúc. Mình thì mình hạnh phúc, nhưng mà tất cả những con thú đó mình đặt người ta giết, nó lâm vào tử địa, nó chết. Coi lại coi mình sẽ có hạnh phúc không, hay mình cũng chia đàn sẽ ngé như nó, hay mình cũng rã đám như nó. Dẫu cho mình có hạnh phúc đến cuối đời đi nữa, quả báo này mình cũng phải mang.
thấy không? Thấy mình là người phàm phu lầm lỡ không biết gì không? Sư bày nay làm, phong tục của người ngoài đời là sư bày nay làm. Đám cưới, đám hỏi, đám gì đi nữa cũng là gì? Mục đích giết tất cả súc sanh làm niềm vui cho mình, thỏa miệng bụng cho mình, hậu quả này sẽ đến với mình. Nếu mà đám cưới mà mình khuyên gia đình đó, mình khuyên người đó, mà khuyên người đó đám cưới chay á, nếu mà làm cổ chay được thì những người khác bắt chước. Ở Sài Gòn có hai vợ chồng đó, hôm trước chúng tôi có giảng đi phóng sanh ở dưới Bạc Liêu, chùa Liên Hoa đó. Khi chúng tôi giảng xong lại kêu nhờ thầy nói giờ ăn chay, hai tụi con nghe đĩa của thầy bắt đầu làm đám cưới là quyết định vô chùa Vĩnh Nghiêm đặt cổ chay. Và mượn cả một cái nhà hàng trong Vĩnh Nghiêm và mời mọi người đến. Con nghĩ là bữa đó không ai ăn và con không lấy phong bì, không có nhận phong thiệp, chỉ đãi người ta ăn thôi. Con để dành tiền để làm cái đám cưới mà đám cưới chay. Nhưng mà cuối cùng sao người ta tới cứ bỏ, tự động người ta bỏ lại dư luôn cái buổi mà buổi tiệc đặt chay ở tại chùa Vĩnh Nghiêm. An vui vô cùng, con cảm ơn thầy. Hiếm, vô cùng hiếm, rất ít những cặp được như vậy. Còn lại thì gần như là cha mẹ cứ chiều theo con, hoặc giả cha mẹ cũng không biết gì, chả biết gì về cái chuyện mà ngày vui đám cưới rồi đám hỏi rồi 49 ngày là toàn là cứ sát sanh hại mạng. Nếu mình không học Phật Pháp, mình không biết văn sao thì làm sao mình tránh được điều này ta? Mà đôi khi bây giờ nhắc như vậy đó, cha mẹ đồng thuận đó, nhưng mà cuối cùng gì? Cuối cùng con cái cũng không chấp nhận, sợ bạn bè đến ăn chay ăn không được. Rồi nó không bỏ phong bì cho, rồi cuối cùng cái rồi mất mặt với nó. Sợ mất mặt là sợ mang nghiệp xấu ác sát sanh. Có nhân quả hết, nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Đường tơ kẻ tóc, tạo nhân gì là có cái nhân đó. Mà tạo nhân ác là phải hưởng cái quả ác, mà tạo nhân thiện là phải hưởng cái quả thiện thôi. Chứ không phải không có đâu. Cho nên chúng tôi thấy một số trẻ bây giờ họ đám cưới nửa chừng, họ lập gia đình có con một hai đứa rồi chưa có con nữa rồi bắt đầu cũng chia tay ly dị. Cái nguyên nhân nó từ đâu? Từ nơi sát hại sinh mạng mà làm ngày vui của mình. Cái đó coi lại đi. Mà không những là cái chuyện mà chia tay rã đám giữa vợ chồng là xong đâu, nó còn cái nghiệp báo mình phải trả đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên học Phật Pháp nó cực kỳ là quan trọng. Quan trọng để cho mình coi như là được sống an vui trong cái kiếp nhân sinh này, rồi để lúc mình lâm chung mình cũng được an vui, rất cần. Đó. Quý vị thấy đến 45.394 người mà họ nghe cái đĩa vừa rồi đây là quý vị biết là số lượng người không phải ít đâu. Chùa mình giỏi lắm là chứa khoảng 5.000 người là hết rồi. Trên chùa mình làm gì đến 5.000. Chủ nhật lúc trước là chưa có dịch bệnh là 2.000 là nghẹt cứng hết trơn rồi. Mà phải lo ăn lo uống vất vả vô cùng. Bây giờ họ ở nhà họ nghe, bên hôm nay này trực tiếp họ nghe, đến khi 600-700 cả ngàn người rất khỏe. Rồi ra cái đĩa là các nơi họ xem nữa. Lợi ích vô cùng khi họ nghe đến cái chỗ này. Thấy không? Thấy mẹ thầy Nhuận Minh bây giờ họ về chùa xong những cái đám, rồi chị Tiết gửi tiền về cúng dường cho toàn bộ chư tăng, để mà dùng cái thực phẩm chay này. Bà cụ cũng hưởng phước đức, mà gia đình cũng hưởng phước đức. Nếu mà gia đình không gặp đạo đi nữa, rồi thầy Minh cũng không có đi xuất gia, rồi chị Tuyết ở bên Hiêu Tân đó là coi như là đến đám giỗ là cứ bắt đầu cúng mặn, mời khách đãi khách, trả nợ miệng. Người ta cũng đám giỗ, người ta mời mình đến ăn mặn, giờ mình cũng mời lại. Cái này nguy hiểm. Thấy hiểu Phật Pháp là lợi ích đó. Lợi ích với những người hiểu và tin, còn những người họ không hiểu không tin thì thôi, chuẩn bị gần Tết đây rồi. Chúng tôi cứ để ý, cứ bắt đầu là nghỉ Tết nha, bắt đầu là 25, 26, 27 Tết bắt đầu nghỉ rồi là cái bầu trời nó đen kịt ở đây. Bao nhiêu cái trược khí, những cái tà khí, những cái âm khí mà người ta sát hại sinh linh đó, không biết sao đó bây giờ bầu trời trong vắt luôn, trong xanh luôn. Mà đến bắt đầu là nghỉ làm việc là bắt đầu ăn uống nhậu nhẹt là những cái linh thức của những con thú đó và những cái âm khí nó làm đen kịt bầu trời. Mà đến mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 Tết bắt đầu là hết ăn uống nhậu nhẹt ăn chơi rồi, bắt đầu là bầu trời nó mới quang đãng ra. Bao nhiêu con súc sanh nó kêu oán mà nó khổ đau. Nhưng mà chúng sanh đâu có biết đâu, mình đâu có biết đâu, mình thấy bình thường phải không? Cho nên hiểu ra cái đạo lý này không phải dễ đâu, không phải dễ. À. Cho nên thành ra những cái công đức mà hôm nay chúng tôi muốn nói đó là cái công đức in kinh.
hầu như Ấn Tổ là in kinh sách, và nhất là những cái sách mà đạo lý của cổ thánh thiên hiền, giống như An Sĩ Toàn Thư ha, rồi Cảm Ứng Thiên ha, rồi một số những cái sách mà gọi là giáo dục về cái cuộc sống nhân sinh, mà lời dạy cổ thánh thiên hiền để tin nhân quả, để mà hoàn thiện cái nhân cách của một con người trước á, là ngài in sách này nhiều. Ngài in sách này nhiều. Và thường ăn sáng chúng tôi mở văn sao ra ngồi nghe ngài nói có những cái công đức, đó là 10 công đức niệm Phật lớn tiếng, rồi 10 công đức lễ Phật. Hồi sáng ngài có nói trong cái lá thư, mà lá thư này nó dài đến 10 trang, chúng tôi cô đọng rút ngắn còn 4 trang, tuyệt hay luôn, chúng nữa thầy Minh đọc. Coi như hôm nay cái ngày dỗ bà cụ, thầy Minh thì bây giờ đi xuất gia rồi thì cũng không có tiền bạc gì, chỉ giao cho thầy giữ tiền cho đại chúng thôi, nhưng không phải tiền của thầy. Giờ đại chúng ở dưới khu chuyên tu là cứ hết tiền là đến thầy Nhuận Minh, đi chợ, đi búa, tất tần tật mọi thứ. Trên kia là thầy Thiện. Giờ thầy cũng không có cái tiền riêng nữa, mà tiền là tiền của đại chúng thôi, nhưng mà xài không có hết. Lại vậy đó. Thầy cũng không có tiền bạc để làm gì hết, mà nay có cái công đức gọi là đọc văn sao để hồi hướng cho bà. Giá nhàng có soạn văn sao ra. Thì ở trong này Ấn Tổ có nói cái công đức in kinh đó. Chúng tôi lấy hai cái công đức biểu trưng, 10 công đức lận, mà hai cái công đức này chúng tôi tâm đắc. Công đức thứ 8 đó là ngu chuyển thành trí. Tức là cái người này họ ngu đần, họ dốt nát, họ học cũng không có hiểu, rồi họ cũng không có làm gì được trong xã hội hết, gọi là ngu đần á. Thì họ in kinh phải không? Mà họ in không được, họ không có tiền in phải không? Họ gọi điện đến số 0909747474, họ xin 3 cuốn, 5 cuốn, 10 cuốn, 100 cuốn luôn. Như con Nga vừa rồi đây, cổ giới thiệu xong, biết là đến 500 cuốn có cái chùa đó, họ tụng của kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Ngũ Bách Danh á, cổ gửi đi đến cái chùa đó. Thì đó cũng là một cái pháp thí đó, in kinh á. Thì con người này ngu chuyển thành trí. Mà không có cái khổ gì bằng cái khổ con người ngu. Ngu đần, người ta xem thường mình. Coi như không có việc gì mình thông suốt được hết, mình ngu đần, người ta xem thường. Thì bây giờ bắt đầu mình chịu in kinh, mình chịu đem sách kinh mình tặng cho những người khác, tùy hỷ công đức in kinh. Mình không có đồng nào hết, mà mình xin mình đi tặng, mà tặng cho người đó để người ta tụng. Thì cái công đức này nó sẽ thay đổi cái nghiệp ngu chuyển thành trí. Mà cái trí người in kinh đặc biệt, cái trí huệ của họ coi như là thánh trí, siêu vượt cả phàm trí. Những người bác sĩ, kỹ sư, ha, tiến sĩ đồ ngoài đời, đó là trí của phàm phu thôi. Mà cái trí người in kinh này là cái trí của siêu phàm nhập trí. Trí huệ người này đặc biệt. Không có làm gì ra tiền vậy đó, mà họ biết cái cách để mà họ tạo những cái phước báu tiền đến họ sao không hết. Mà khi họ có trí tuệ rồi thì bao nhiêu những người khác đi theo khoa học, giống như cái cục đường đó, bao nhiêu loài kiến, ruồi gì, bất cả súc sanh gì, thích ngọt là chui vô đó. Cũng vậy, người có trí rồi, bao nhiêu người đến nương cậy, nương tựa, ngu chuyển thành trí. Bệnh lành, mạnh khỏe, tức là người này hay bệnh rề rề phải không? Đủ thứ bệnh hết trơn không? Mau lành mạnh. Mà khi lành mạnh rồi họ mạnh khỏe. Rồi. Khốn nghèo, tức là khốn khổ, nghèo cùng chuyển thành thịnh đạt, tức là giàu có. Vậy đem tiền bỏ ra in kinh thì trong mạng mình có tài. Còn mình lấy tiền mình cất nơi đó để mình hưởng riêng cho mình, mua cái áo, cái quần, mua những cái gì cho mình là không tiếc. Mà in kinh mình tiếc, phóng sanh mình tiếc, thì mình hưởng hết cái phước đó, thì càng ngày càng nghèo, càng ngày càng mạt. Còn nếu mà mình có, mình in kinh á, mình làm những phước báu á, thì trong mạng mình bắt đầu nó có thịnh đạt. Nhàm chán thân nữ, có những người cái nghiệp xấu ác người ta nặng, cho nên họ hãnh diện với cái thân nữ họ. Họ nói họ là đẹp, họ là khôn khéo, mà thực ra thân nữ khổ quá chừng. Bảy đời chết đi sống lại mới làm nam, mà làm nam ở cõi này cũng khổ, phải về làm đồng nam kìa, làm cái người ở Tây Phương Cực Lạc kìa, thì mới gọi là an vui. Mệnh chung liền được nam thân. Nếu người chán thân nữ, họ không biết niệm Phật giảng sanh, họ muốn đời sau để mà làm thân nam, thì trong một đời này họ in kinh, họ làm phước, thì không đợi đến bảy đời, mà chỉ một đời sau họ làm thân nam. Hôm bữa có cô đó, cô nói vãng sanh chắc khó lắm, con sanh về cõi lành thôi. Con nghĩ chắc con sanh về cõi lành thôi, chứ con vãng sanh cực lạc khó lắm, về cõi người hoặc cõi trời. Thì giảng nhàn mới nói này, ở trong văn sao Ấn Tổ có nói, nếu mà mình làm người trở lại đó thì khó hơn là sanh về cực lạc. Cô nghe cô giật mình, ổ, sanh về cực lạc phải khó chứ.
phải tạo nhiều thiện căn phước đức mình mới về được, chứ sao mà làm lại là sanh làm người khó hơn. Ở đây mới phân tích trong văn sao cho cổ nghe: sanh giờ cõi trời phải làm 10 điều thiện gọi là thượng thiện, sanh giờ cõi người phải làm 10 điều thiện mà trung thiện, sanh giờ cõi Atula phải làm 10 điều thiện mà hạ thiện, mà tự lực mình làm thiện khó vô cùng, khó cực kỳ khó luôn. Mà còn mình làm thiện mà mình nguyện sanh Tây Phương, mình nương Phật lực thì dễ hơn. Khi bà đó bà không muốn vãng sanh mà muốn đến kiếp sau làm người, đời sau làm người, thì Ấn Tổ nói bà làm người khó hơn vãng sanh. Đôi khi bà muốn làm người cho coi chừng nó rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn bà nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nó chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu làm người sanh vô cõi trời thì đặc biệt. Cũng như là làm bác sĩ mà học không tới thì mình làm y sĩ nó còn đặc biệt hơn những người mà sinh học muốn học làm y sĩ rồi coi chừng nó rớt xuống làm y sĩ cũng không được luôn nữa. Ý vậy. Cái thứ chín là vĩnh viễn xa lìa đường ác. Tức là khi mà mình in kinh thì ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là không có phần của mình. Thường mình thích in kinh, mình thích tụng kinh, mình giới thiệu kinh cho người khác tụng á, thì ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là ba đường ác. Mà ba cái nhân để đi vô ba đường ác đó là tham sân si. Ba cái quả để con người đi vào đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái nhân để sanh về đường thiện mà tối thượng thiện Tây Phương Cực Lạc đó là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó có nhân quả hết rồi. Vĩnh viễn xa lìa đường ác. Thường thích in kinh thì người này không có sợ đọa vào đường ác cả nghe. Sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. Nói về cái phước của chúng tôi thì thực sự hôm nay nói anh em huynh đệ ngồi đây với Phật tử ở trên chùa khắp nơi trên thế giới nghe là cái chúng tôi gọi là bạc phước. Coi như là phước báu nó cạn mỏng vô cùng. Sanh trong gia đình cũng nghèo khổ. Bà cụ bà buôn bán bánh hỏi mà 40 năm gây ghe bánh hỏi. Một năm bà dư được vài cây vàng, có khi được một cây vàng. Khổ cực vô cùng. Thực sự chúng tôi đi xuất gia cũng vất vả. Thiếu thốn bệnh hoạn. Đến cái lúc mà ở chung với ông cụ năm 2000 cũng thiếu thốn. Tự thân của mình đi giảng, đi coi phong thủy, đi cúng, làm đủ kiểu, nhưng mà 7 năm trời vẫn thiếu thốn là thiếu thốn. Bình ga không có tiền mà mua luôn. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy là coi như cái phước báu mình đời trước cũng cạn mỏng, mà đời này không biết cách để mà mình tạo phước báu. Sau đó nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói là nên ở tại nhà niệm Phật đi, rồi nên in kinh đi, nên phóng sanh đi, nên giảng pháp đi. Nghe vậy cái bắt đầu mình làm theo. Trong 3 năm, 2007 đến 2010 bắt đầu là gì? Thấy cái sự khởi sắc nó có. Phật tử bắt đầu đến, họ cúng dường, rồi quý thầy nghe đĩa. Hôm nay tất cả các thầy dưới này, các Phật tử, cũng như là tất cả các thầy và các Phật tử ở trên chùa Quán Âm là gần như nghe đĩa của Giác Nhàn hết. Mới đến, bắt đầu từ từ rồi nuôi các cụ, xong giờ nuôi, lo lắng cho các thầy thành một cái đại gia đình. Mà đến hôm nay cái sức chi phí cũng khá lớn chứ không phải nhỏ. Tiền điện không cái là 50 mấy 60 triệu hàng tháng đều tự động tài khoản phải trả điện lực. Chưa nói ăn uống bệnh hoạn tất tần tập mọi thứ. Trên 200 là bình thường rồi. Vậy mà dịch bệnh thế mà họ vẫn có phát tâm họ cúng dường. Không một tiếng than vãn kêu gọi. Mình than vãn mình kêu gọi, mình không lo tu mà mình cứ đi nương cậy mà kêu gọi thì thực sự không có đâu. Trong mạng không có thì kêu kiểu gì cũng không có đâu. Chân thật lo tu đi. Cho nên thành ra chúng tôi tin vào những công đức in kinh này, công đức phóng sanh. Điều nói là gì? Xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện. Tuy rằng mình hiện tại mình chưa sanh vào cõi thiện, nhưng mà tướng của mình khác hẳn. Tướng mình thay đổi. Đó là cái việc mà hôm nay nói về cái công đức in kinh như vậy. Giờ nói đến cái việc những cái lời khai thị của Ấn Tổ mà trong thi kệ. Thì hôm nay có những cái đoạn mà thi kệ nói về nhân quả của Tổ sư Ấn Quang. Và nói về cái kiếp vận. Tức là do cái kiếp vận, tức là cái con người mình tạo những nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp sát sanh. Cho nên sanh ra dịch bệnh. Đây là đang thời vận mà kiếp vận của con người mình bước vào cái ngưỡng cửa mà coi như là nguy cấp. Nguyên do từ đâu này? Trong thi kệ nói thì mình lên đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy,
Con xin phép được đọc thi kệ tóm yếu của Tổ sư Ấn Quang, xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể quý đại chúng cũng như là quý liên hữu đang online trực tiếp trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp ngữ lời vàng thi kệ tóm yếu của Ấn Quang đại sư, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, luận về sự nhân quả. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát không muốn ác quả nên đã đoạn ác nhân, tội chướng diệt trừ, công đức viên dung, đúng thời cơ thì tụ thành Phật quả. Chúng sanh tạo ác nhân, không muốn ác quả, chẳng hiểu rằng nhân quả như bóng theo hình. Kẻ ngu si vừa làm chút ít việc lành, liền mong đợi gặp được nhiều đại phước. Khi nghịch cảnh đến liền cho rằng trái ngược, nên không tin nhân quả, thoái thất sơ tâm. Lại sanh ra bài bác pháp thầm thâm, nào hiểu được hiện sanh và hậu báo. Quả thông ba thời do một tâm gây tạo, thì cũng do tâm chuyển đổi nghiệp trần hoàn. Vương nghiệp thương, chu mấy ai biết gốc nguồn, chính từ việc tắc khiết bò tá vua thuấn vụ. Phật nhãn viên minh thấy nhân duyên đầy đủ, thiên nhãn thanh văn chỗ thấy có ngại ngăn. Huống chi là con mắt của phàm nhân, chỉ thấy được việc xảy ra trước mắt. Nên kinh Kim Cang dạy rằng, nếu có kẻ trì kinh gặp người chế nhạo, người ấy do nghiệp xưa sẽ đọa vào ác đạo. Nhưng vì bị người khinh nên nghiệp cũ tiêu tan, sẽ chứng thành quả Phật cũng do tâm, khiến nghiệp địa ngục chuyển xây thành nhạo báng. Phải biết rằng kẻ ác mà được phước, phước báo kia đời trước đã gieo trồng. Phước càng lớn hơn nếu biết giữ thiện tâm, nếu làm ác phước xưa dần tiêu tán. Ví như con nhà giàu ăn chơi phóng đãng, chưa đói nghèo bởi có sẵn gia tài. Việc tán gia bại sản có hẹn ngày, hiền gặp dữ, dữ gặp hiền cũng như đã nói. Vui thuận theo thời chẳng màng giàu sang nghèo đói, đêm ngày lo việc tích đức tu thân. Tận tánh là sống tận thiện với tánh chân, phú bần thọ yểu nhân quả chưa từng thiên vị. Khi việc đến thì rõ kẻ ngu người trí, ví như trong hình ảnh hiện mặt gương. Kẻ ngu thì bận biểu với ghét với thương, người trí biết chỉ là gương in bóng. Thân khẩu ý tạo nên ân sâu đức trọng, mà cũng là ba cánh cửa ngục môn. Lấy pháp quả nhân làm nền tảng tu thân, khi thành tựu đạo thượng cầu hạ hóa. Vào pháp thầm thâm kinh văn là chìa khóa, mạch đạo thánh hiền dấu ấn thiên thư. Nếu không văn tự xử lý chẳng thể truyền lưu, nên phải biết kính lời và trọng chữ. Người đời nay quen xem thường văn tự, giấy bút thừa hí hoáy chuyện nhảm bàn. Chủ ý mua danh bán tiếng với những kẻ rảnh rang, làm nhơ nhuốc văn chương và chữ nghĩa. Phải tự biết rằng với văn tự hữu hình không được làm ô uế, với văn tự vô hình như trung tính nghĩa nhân, mang theo bên mình cho hết đoạn đường trần, khéo kẻo lạc đường mê xa bổn tánh. Số 3. Nguyên do của kiếp vận. Cái khổ trong Sa Bà chẳng thể nào tính kể, thiên tai binh lửa người rất dễ giết người, ác nghiệp chiêu cảm ác báo vạn vạn đời. Mau tu niệm cầu vãng sanh lạc quốc, trở lại Ta Bà với thần thông đại lực, trên cầu Bồ Đề dưới giáo hóa chúng sanh. Đó là nguyên do cầu được vãng sanh. Người gieo nhân ác sẵn dành quả ác, lúc thọ quả báo lại tìm đường chống bán, nên oan ương qua lại chẳng khi dừng. Không biết rằng nguồn gốc chẳng phải bỗng dưng, không biết quả ác đã nhiều đời trồng cấy.
Đời loạn lạc, người trí kẻ ngu đều phải thấy. Trách nhiệm của riêng mình đứng giữa nhân gian. Đầu đội trời, chân đạp đất hiên ngang. Dùng nhân ái xóa tan niềm cừu hận. Người quyền lực phải yêu thương dân chúng. Cảm tạ dân đen thân trại nắng chan mưa. Bưng chén cơm ăn nhớ nỗi khổ kẻ quê mùa. Lòng nhân đức cảm hóa muôn đồng chủng. Trên không giữ đạo trời, dưới sẽ không tùy thuận. Giết hại nhau, thân mất nước há còn. Thương dân tình mãi thống khổ lầm than. Dùng đạo lý dương ngọn cờ chánh giáo. Biết nhân quả nên nêu gương hiền thảo. Khiến kẻ bằng cùng cũng biết sợ quả nhân. Đạo thánh hiền giúp vào việc dạy dân. Trên dưới thái bình, người người an lạc. Thơ của cư sĩ Bạch Cư Dị, trích trong Tam Biên quyển 2, lá thư số 270. Bạch Cư Dị nói: ta 71 tuổi, chẳng còn chuộng ngâm nga. Xem kinh nhọc sức quá, làm phước sợ bôn ba. Lấy gì độ tâm nhãn, một câu A-di-đà. Đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà. Rảnh rang bằng túi bụi, chẳng bỏ A-di-đà. Chiều tà đường còn xa, đời ta lần khân quá. Sáng tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm A-di-đà. Người thông đạt cười ta, càng niệm A-di-đà. Đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại thế nào. Nguyện khắp pháp giới chúng, cùng niệm A-di-đà. Nam-mô A-di-đà Phật. Trong này tổ sư Ông Quang có nói về cái nhân quả thông ba đời. Đúng ra nói thông ba đời chứ cái nhân quả đó thì nhiều đời nhiều kiếp của quá khứ mình nhìn không ra. Thiên nhãn là con mắt của chư thiên là nhìn chỉ được ba đời. Đời trước, đời trước, đời trước nữa mình làm gì thì thiên nhãn biết được. Còn nhục nhãn như mình nè, mắt thịt mình đây nè, do vô minh che đậy cho nên nhìn được một đời thôi. Đời này biết đâu là cha, là mẹ, là anh, là em, cô, bác, dì, vợ, chồng, biết được đời này. Mà súc sanh á, cái loài súc sanh á, gà, vịt, heo, chó đó, thì nó không biết một đời luôn. Nó không biết một đời cho nên con gà nó không biết gà mẹ là mẹ nó là ai. Cho nên thành ra con gà con, gà trống đẻ ra lớn lên nó vẫn đạp mái như bình thường. Con heo con lớn lên nó không biết heo đó là heo mẹ, nó nhảy nọc là bình thường. Phải không? Đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ mà hôm qua chúng tôi nghe Ấn Tổ nói thiên nhãn chỉ nhìn ba đời. Còn pháp nhãn của Thanh Văn á, thì được 500 đời, 1.000 đời. Nhưng mà viên minh ngũ nhãn, gọi là ngũ nhãn viên minh của hàng Đăng Địa Bồ Tát, cái hàng Đại Bồ Tát của Phật á, thì thấy vô lượng đời kiếp về quá khứ luôn. Có cái ông đó, ông quá lớn tuổi rồi, cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đó. Ông vô, ông xin quy y. Thì các vị A-la-hán ra nhìn thấy 500 đời quá khứ, ông không có một chút xíu gì căn lành với Phật Pháp. 500 đời của quá khứ không có gieo một chút gì căn lành của Phật Pháp. Cho nên thành ra các vị A-la-hán á, không cho ông vô gặp Phật. Ông ngồi ở ngoài cửa Kỳ Viên Tịnh Xá, ông gào, ông khóc lên. Thì Đức Phật nghe xong, Đức Phật biết rồi, cho ông vô quy y xong cái là ông muốn quy y mà, quy y xong cái nói pháp cho ông, cái ông nghe ông chứng A-la-hán. Thì các vị A-la-hán hỏi vì sao ông này không có căn lành 500 đời quá khứ, ông không có một chút xíu gì căn lành mà sao, vì sao bây giờ ông lại có nhân duyên mà Phật thuyết pháp cho ông lại sẽ chứng quả. Thì Đức Phật nói ngũ nhãn, nói về cái pháp nhãn của Thanh Văn, ông chỉ thấy 500 đời thôi. Còn vô lượng đời kiếp trước là ông này ông bị hổ đuổi, cho nên thành ra ông sợ, ông leo lên cây, ông chỉ nói là Nam Mô Phật thôi. Chỉ đọc một câu Nam Mô Phật thôi mà từ vô lượng đời kiếp trước như vậy, hôm nay gặp lại Đức Phật Thích Ca quy y cho ông chứng thánh quả. Hôm nay mình niệm Nam Mô với Đạo Phật là cái công đức này giống như cái ông này nè. Vô lượng đời kiếp trước lỡ mình tạo nghiệp ác, mình đọa địa ngục phải không, thì mình cũng sẽ gặp Phật. Ông này chỉ niệm một câu do họ đuổi sợ quá, chứ không phải bằng tất cả tấm lòng ông niệm. Ông vì họ đuổi mà ông niệm Nam Mô Phật. Như vậy là ngũ nhãn viên minh của Phật Thích Ca Mâu Ni thấy ông này vô lượng đời kiếp trước qua khỏi 500 đời luôn. Ông có gieo một cái căn lành, đó là do họ đuổi, ông niệm Nam Mô Phật.
Bây giờ ông được quy y với Phật, ông được gặp Phật. Mà các vị A-la-hán ngăn cản rồi mà thế mà ông cũng vẫn đủ nhân duyên do ông niệm Nam Mô Phật. Thấy cái nhân duyên của đời quá khứ quan trọng không? Qua đi với thầy Nhật Long đi lên, thầy Long thì kia có một số mấy anh em. Vì do Giác Nhàn kể, nói chú Đức thực sự ông này ông là cư sĩ mà đúng ra bây giờ ông vô cũng khá lâu rồi đó. Cũng 5, 7 năm, 9, 10 năm rồi mà ông thích làm cư sĩ. Cái bữa ông đi chạy xe bên về, cái Giác Nhàn mới nói ăn về chưa? Ông kêu chưa, đi về 1 giờ cho nên lót dạng cái bánh tiêu thầy Long làm. Bây giờ chiều rồi ăn cái gì nữa? Ông kêu ăn gói mì lót bụng nữa, tối ngủ là xong. Sống đơn giản như vậy, quần áo cũng bận rất bình thường, đi chân không. Mà chạy xe ben của mình coi như là chở vật liệu về, coi như là cả một cái nhà dưỡng lão dưới đó, với bao nhiêu công việc là coi như là làm mà lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ cằn nhằn cử nhữ. Hỏi mệt không? Không bao giờ mà than tiếng mệt. Kinh khủng như vậy. Cho nên thầy Long nói những chú này có căn lành nhiều đời, vô Tam Bảo là coi như ông phụng sự cho Tam Bảo quên thân mình. Rồi chú Hiền, Nhuận Hiền, một số mấy anh em coi như có căn lành đó, cho nên thành ra là họ ít làm phiền những người khác. Mà họ làm việc rất là tốt. Họ có căn lành mà. Nhiều đời họ có gieo căn lành rồi. Thiện căn của họ rất là sâu dày rồi. Đó. Vì vậy cho nên thành ra cái nhân quả của Phật Pháp mình đó, thì nhiều đời nhiều kiếp về trước. Có một gia đình đó họ biết Phật Pháp nhưng mà chưa có hiểu sâu. Cho nên ngày đám cưới của con họ đó, họ làm gà vịt đồ này nọ. Rồi họ mời một vị hòa thượng đến, mà hòa thượng này là chứng được cái thiên nhãn đó. Thì nhìn vô thấy đời trước của con gà này là bà nội, đang nằm ở trên cái dĩa đó luôn. Rồi con heo đó là ông nội luôn. Nói những con súc vật đó là người thân bằng quyến thuộc, hôm nay gia đình giết cha mẹ quá khứ để đãi con cái cha mẹ trong hiện tại. Người cứ, ủa sao mà giết con gà ông nội bà nội, giết gia đình như vậy? Thì gia đình kêu, ủa sao mà hòa thượng nói kỳ cục vậy nè. Bắt đầu mới nói cái chết của gia đình ông nội bà nội sao, bây giờ đọa làm sao. Ngài chứng thiên nhãn, ngài thấy. Còn phàm phu con người đó chưa chứng, là cái gia đình mà đang đãi để đám cưới đó đó, thì gì? Thì đâu có thấy, cho nên hình ra gà súc sanh giết bình thường. Ông nhìn thấy ông chồng ông kêu là hai người này đời trước là cha mẹ, coi như là đời trước là không phải là vợ chồng, đời trước là coi như là người thân bằng quyến thuộc á, con cái á, với nhau. Nếu mà đứng mà về mà con mắt của thiên nhãn là nhìn thấy ba đời thôi, thì thấy đời này là vợ chồng mà đời trước là gì, anh em á, anh em ruột thịt á. Cho nên đứng về con mắt của thiên nhãn mà nhìn về cái việc mà người chứng thiên nhãn thì mình đang loạn luân á, loạn luân của những đời về trước. Đời này thì cho phép, đời này thì cho phép, mà thực sự mà nhìn sâu xa là bây giờ con phải không, đời trước là cha mẹ con mình bây vậy, mà đời trước là cha mẹ mình á. Họ chứng thiên nhãn được, họ thấy ba đời. Còn pháp nhãn của A-la-hán là thấy 500 đời của quá khứ luôn. Cho nên nói về pháp nhãn và thiên nhãn thì mình đôi coi chừng loạn luôn mà mình không biết. Nhưng mà cuộc sống vẫn cho phép như vậy. Nhưng mà mình thực sự là chỉ có là phàm phu thì mình thấy là như vậy. Nhưng mà súc sanh á, thì nó tệ hơn nữa, thì nó không thấy một đời luôn. Gà, vịt, heo, chó đẻ ra lớn lên là cha mẹ quan hệ con cái. Con heo con với heo mẹ là chuyện bình thường, nó có biết gì không? Đâu biết đâu. Đúng không? Đó là loài súc sanh thì cái phước họ quá kém, rồi si mê nó quá sâu dày, và nó không còn hổ thẹn, không biết cha mẹ gì luôn. Nhưng mà đời này con người mình cũng có cái loạn luân và không biết điều này nhiều lắm. Báo cũng có đăng mà chúng tôi cũng có nghe. Cha chồng lấy nàng dâu luôn, ăn nằm luôn, quan hệ với nàng dâu luôn, rồi con cái coi như là quan hệ với những người đáng lẽ là cha mình nha. Mà bây giờ là gì? Là thành chồng. Có trong đó nhiều lắm. Vì cái dục này khi nó khởi lên thì nó không phân biệt nữa, nó si dại mất tiêu rồi. Cha ruột đôi khi mà về cũng hành dâm với người con gái của mình luôn. Có trong đó, họ không có còn một cái lương tri, một cái hiểu biết giống như súc sanh, họ đồng súc sanh. Thì Ấn Tổ nói đời này là súc sanh thì đời sau phải là súc sanh, chắc chắn là như vậy. Tuy rằng mang thân người thôi. Ghê chưa? Ghê không? Nhân quả nó có, nhưng mà súc sanh thì không thấy một đời. Con người mình chỉ biết một đời, thiên nhãn thấy ba đời. Trời ơi, nghe trong văn sao Ấn Tổ nói. Pháp nhãn của hàng thanh văn là thấy 500 đời, còn ngũ nhãn viên minh của Phật là thấy trăm ngàn vô lượng đời kiếp. Mình làm gì ngài biết rõ luôn. Kinh khủng chưa? Hay cực kỳ trong văn sao Ấn Tổ nói hay lắm.
về cái việc giới sát, việc giới sát sanh thực sự là khó giữ. Nếu người ngoài đời mà thực sự mà quan hệ làm ăn để mà đối tác với nhau, họ mời đi ăn mà mình không ăn thì coi như mình chê rồi, mình không có cái sự hợp tác á, thì thực sự là khó khăn về cái việc ăn chay. Nhưng mà có một số mấy cái vị mà chúng tôi biết nổi tiếng như ông giám đốc nhà máy tôn bông sen mà cổ phần mà ông Hoàng Lược, mà ông Vũ đó đó, một ngày tiếp không biết bao nhiêu khách khứa, đối tác công việc, thế mà vẫn gì mấy hộp đậu phụng ăn chay, quyết định ăn chay là ăn chay. Bây giờ ông có cái phước báu, vừa là có phước báu vừa là biết tu tập nữa, cho nên giờ ông xây một cái chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở dưới Maragui quá trời lớn luôn, và ông ở đó ông tu tập. Người mà có phước báu họ rất dễ tu, bởi vì họ có tiền, họ có của, họ có vật chất, họ có địa vị, họ thực sự mà họ muốn tu được cả ngang thì thực sự cái điều kiện vật chất như ông Tôn Hoa Sen đó, ông làm cái chùa rất là dễ dàng. Nhiều lúc một số những người thiếu phước báu làm rất là cực, vất vả vô cùng, không có điều kiện kinh phí, mà ông làm rất là dễ dàng, mà ông không có chịu hưởng phước, ông chỉ lo ông làm những cái phước báu, thì cái phước báu này nó rất là thù thắng. Còn những người mà hầu như là họ có phước là bắt đầu họ ăn chơi sa đọa hưởng phước để tạo nghiệp xấu ác nhiều lắm. 10 người chỉ có 1-2 người họ tin họ có phước báu để họ gieo trồng tiếp, còn hầu như là có phước là hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, không chạy thoát khỏi. Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái vấn đề nghiệp sát một chút. Bữa nay mỗi chủ nhật mình phóng sanh 10 triệu, cứ một tháng đều đặn là 40 triệu. Trên chùa nhiều lúc có Phật tử như giờ rồi để có cúng 15 triệu phóng sanh hồi hướng cho gia đình riêng. Còn bây giờ mỗi ngày mà chúng tôi đi 2 triệu đó thì nước nó cũng bắt đầu vào mùa nắng nó khô rồi. Vì vậy cho nên tập trung vào phóng sanh ngày chủ nhật thôi. Nhưng mà bắt đầu tuần sau thì vào khoảng 10 giờ rưỡi bắt đầu ra làm lễ phóng sanh. Mỗi chủ nhật cho đều đặn như vậy. Và thường phóng sanh thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp, còn giảng đó thì nhiều lúc mấy anh em lo lắng cái việc mà giảng trực tiếp này rất vất vả. Nhiều lúc nó trục trặc tới trục trặc lui, cho nên thành ra riêng cái chủ nhật này có Võ Mẹ Thầy Minh, với hai nữa là chúng tôi có truyền cái lễ phóng sanh trực tiếp, đang quay một cái máy bên ngoài để cho quý Phật tử biết đó. Thì nếu mà chủ nhật sau mà giảng đó thì thường chủ nhật chúng tôi sẽ dành thời gian để giảng, để làm cái đĩa riêng thôi. Và còn phóng sanh sẽ quay trực tiếp. Hôm bữa có nghe Tổ sư Ấn Quang nói về cái công đức của Phật lực một chút xíu. Chúng tôi nói về cái công đức Phật lực này một chút, mà Ngài ví dụ cái hình tượng này, cái biểu tượng này, và ví dụ cái điều này nghe rất dễ hiểu mà rất là thù thắng. Ngài nói nếu mà cái sông cái Trường Giang, mà bên Trung Quốc có cái sông cái Trường Giang nó lớn lắm. Mà nếu mà sông cái Trường Giang đó nó không có hòa vô biển cả, nó chỉ là sông thôi đó, thì dầu cho nó lớn gì đi nữa mà so với biển cả là không ăn thua rồi, không có ra trăm cà ram vậy đó. Nghĩa là người mà có thiện căn sâu dày đó, mà người ta không có tin được Phật lực á, thì thực sự họ cũng không giải quyết được cái chuyện liễu sanh thoát tử đâu. Dễ sợ chứ. Ngài ví dụ thêm một cái nữa, đó là một chén nước hoặc một giọt nước thôi mà nó hòa vô trong biển cả đó, thì cái chén nước một giọt nước này này chung với biển cả nó là một. Mà cái nước của chén nước một giọt nước này nói với biển cả là một rồi, thì cái sức mạnh và cái ảnh hưởng của cái biển cả này thấy nó lớn cỡ nào biết không? Đông Dương Đại Hải lớn lắm. Cũng vậy, hàng phàm phu mà nghiệp chướng sâu dày, ngu dốt si dại đi, mà tin tưởng Phật lực, mà chịu niệm Phật rồi, giống như giọt nước, chén nước có hòa với biển cả. Cái nguyện của mình, cái niệm của mình hòa với cái niệm của Phật, với cái nguyện của Phật, với cái hạnh của Phật rồi đó, thế thì cái người này liễu sanh thất tử có Phật. Hay không? Tháp vô niệm Phật, đặc biệt là cái chỗ này, là nương vào Phật lực. Muốn nhập Phật cảnh thì phải nương vào Phật lực. Ví dụ cái này nó quá hay. Sông cái Trường Giang là ví dụ cho những người có căn lành sâu dày. Họ có thể tu thiền, họ có thể tu mật, họ tu giáo, coi như là họ tu cái gì cũng được hết. Nhưng mà để mà liễu sanh thoát tử thì họ tự lực họ làm không nổi trong đời này đó. Cho nên các hàng đại Bồ Tát cũng phải nương vào Phật lực. Bồ Tát Quan Âm cũng phải để Đức Phật Di Đà trên cái trán mà. Để biểu tượng rằng lúc nào cũng phải nhớ Đức Phật Di Đà, để Đức Phật Di Đà gia trì, dầu cho là cổ Phật. Phân thân vô số hiện Phật thân thuyết pháp, thanh văn duyên giác Bồ Tát, rồi tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả các thân đều hiện hết. Thế mà luôn luôn cũng phải nghĩ đến Đức Phật Di Đà. Thấy cái sự gia trì lẫn nhau không?
từ kiếp sát bao đời đà tích lũy, muốn thế giới an bình thời thời thạnh trị, hãy bỏ đi thói quen ăn xương thịt cốt tủy nấu hầm. Nếu có người hỏi rằng sao không lo cho người bận chi đến thú cầm, thì phải biết đó chính thật là lo cho người vậy. Tránh giết hại thì chẳng bị người giết hại, không bị nạn quỷ thần đạo tặc oan ương, không giết chúng sanh bồi đắp tình thương. Tình thương đó chính là tình thương đồng loại. Muốn thế giới an bình thịnh trị, không còn dịch bệnh, không còn lũ lụt, không còn chiến tranh, không còn giặc cướp, không còn thù hằn, không còn loạn luân, gia đình an bình thịnh trị, thì nên ăn chay kiêng giết phóng sanh, trên bếp đừng nấu rang thịt nữa. Trong văn sao nói ý vậy đó. Hôm nay mọi người ngồi ở đây, gia đình mình thì không nói rồi đúng không? Ăn chay hoàn toàn rồi đúng không? Còn nói những cái gia đình mà hiện tại họ đang ở khắp nơi trên thế giới, cũng như những người nghe lại cái đĩa này, nếu mà thực sự trong bếp họ không còn rang chiên hầm nấu cốt tủy xương thịt chúng sanh nữa, thì mình nghe đến đây mình thấy làm sao? Đúng đường để đi rồi, hạnh phúc an vui rồi. Nhưng mà gia đình không phải là họ muốn là được đâu. Cha thì muốn ăn chay, mẹ không thích. Giống như cái bà mà trong văn sao Ấn Tổ kể chuyện đến ngày sinh nhật, bà là gà, vịt, heo đồ bà nhốt lũ khủ để chuẩn bị để bà giết đó. Tối nằm mơ là bà thấy coi như là cái người mà đầu bếp đó là giết con cá lọc vẫy, thì trong người bà cũng giống như là bị lọc vẫy, cắt cổ con vịt lấy bà giống như là cắt cổ vậy đó. Kinh khủng. Mới suy nghĩ ra thôi mà nghiệp báo hiện tiền liền, chứ đừng có nói để chết. Kinh khủng không? Ngài nói rõ ràng, gia đình mà muốn an bình, thịnh trị, an vui, gia đình không xào xáo, cái chuyện ăn chay, kiêng giết, trên bếp đừng nấu chiên rang thịt chúng sanh nữa là gia đình đã an ổn. Giờ chúng tôi nói một chút xíu gia đình chúng tôi lúc trước. Chị Cúc thì bà có chồng sớm à. Lúc chúng tôi ở ngoài đời, ở nhà thì chị đi có chồng rồi. Mà thôi, cái gia đình của chúng tôi, không phải chúng tôi nói xấu, lúc đó đâu có gặp văn sao, đâu có gặp lời kinh, lời Phật, lời tổ đâu. Thôi gia đình cứ lộn xộn, ông cụ ông tối thường buổi chiều là cứ kêu tèo, là chúng tôi lúc ở ngoài đời tên tèo, mua mấy xị rượu về, bắt đầu là mua mấy xị rượu về, cái ông già ông uống mấy xị vô, ông tên nói cho má mày nha, má mày cứ câu nói hoài, má mày cứ nói già, bà già bất bực quá trời, bà đi làm về mệt, bà cứ lè nhè uống rượu vô đó, thủ nhập tâm rồi đó, giống như hổ nhập lâm ấy. Trời ơi, tôi nói thế đình nó khổ gì mà nó khổ. Mà chúng tôi đứng cái nhìn lên trời, lưng tròng nước mắt, trời gia đình cứ khổ vậy hả ta. Thì ông uống rượu thì bị có mồi, ông nhậu. Rồi bà cụ cũng đâu biết ăn chay đâu. Trời gia đình cứ lộn xộn. Nó thê lương khổ đâu. Mà không biết cái gia đình nào bây giờ giống như gia đình chúng tôi. Ăn chay đi, tu hành đi, nó gia đình nó yên ổn. Lúc đó khổ quá, bắt đầu đi tu từ từ, gửi kinh sách về bà cụ, bà tu lần, bắt đầu Phật quá thay đổi. Thầy Hưng đi tu rồi bắt đầu gia đình bắt đầu nó yên ổn. Nếu không có đạo Phật bây giờ, chúng tôi nói không biết lầm than kiểu gì. Mà chúng tôi mà không có đi tu thì không biết giờ chúng tôi khổ ra sao. Gặp mụ vợ chắc nó hành mình cũng chẳng ai cuốc trẻ rồi. Không? Có được mấy đứa con mà lo cho nó đủ mấy cái miệng tàu hạ miệng đó cũng chết rồi. Bây giờ vô Phật Pháp, mấy anh em sống trên đó gần cả trăm người, mấy trăm bà cụ dưới này, mấy anh em mình sống vậy mà tâm bảo gia hộ, đại gia đình an vui vô cùng. Vậy mà đẻ mấy đứa ra mà lo cũng chết luôn à. Hồi nay đâu có đẻ ai đâu, vậy mà về đây hết trơn. Cũng là con thôi gì đâu. Cũng con thầy thôi. An vui không? An vui vô cùng. Không phải chúng tôi nói như vậy là hãnh diện khoe khoang, mà nói đến cái chuyện đây là mình làm theo như lý như pháp, theo lời Phật dạy. Rồi chừng mấy anh em lớn lên, rồi mấy anh em có điều kiện, có nhân duyên Phật bổ xứ, mình đến một cái nơi nào mình có y chang như văn sao, và đi theo con đường lối của chúng tôi, bố thí cho những người nghèo, rồi in kinh phóng sanh, rồi mình niệm Phật, y chang như con đường mà mấy anh em đang được nung đúc trong cái lò này, rồi mấy anh em cũng sẽ thành tựu được đạo nghiệp. Có một cái gia đình 5 người, 3 người, 20 người, thấy không? Một vài trăm người cứ sống đúng theo cái lời Phật dạy thì an bình không? Quá an bình. Nó giờ chuẩn bị nấu cơm đó, cả cơm lẩu đồ thức ăn đã xuống ăn. Vậy mà không đi làm một cái gì, kiếm một đồng bạc nào, thế mà cũng có người cúng dường. Bởi vì mình cho họ món ăn tinh thần, dẫn cho buổi thời dẫn chúng, nói cho họ theo thời tiết pháp, làm lễ phóng sanh, họ tùy hỷ, họ cúng dường lại. Mình cho họ cái pháp, họ cúng dường lại cái tài, coi như là hỗ trợ qua lại thôi, yên vui vô cùng. Đúng không?
Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi nói cái con đường này là cái con đường mà coi như là đúng như lý như pháp, phải an trụ trong con đường này đến cuối đời, rồi hết đời này rồi bắt đầu về Tây Phương Cực Lạc, tiếp tục ở bên đó. Mục tiêu mình là vậy, mục tiêu mình là đi như vậy, cơ hướng như vậy đó. Không sẽ dịch cái mục tiêu này được. Mình đưa ra cái phương hướng mục tiêu rồi mình cứ đi theo mục tiêu đó thì nó tới đích thôi, đúng không? Làm sao không tới đích được? Và nghe đến cái đoạn Ấn Tổ khai thị về cái việc kiên giết này, phóng sanh ăn chay này. Cái này là chúng tôi soạn ra trong văn sao thì mình đọc ha. Cái này đặc biệt ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết phóng sanh ăn chay, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Gia Ngôn Lục. Số 1. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thấp phu phải có trách nhiệm. Người người ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu đệ, ai nấy làm điều từ thiện, giúp đỡ kẻ cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết phóng sanh ăn chay, niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận, gió hòa, dân yên, vật mạnh. Quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng các tai nạn như lục, hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, đồng đất vân vân. Thời tiết điều hòa, được mùa, nhân dân lạc nghiệp. Số 2. Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đau binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn, để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Số 3. Phải biết rằng các loài vật từ vô thị đến nay cũng từng ở địa vị cao sang, tôn quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức, trái lại cậy quyền tạo nghiệp, khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong dị loại, miệng chẳng nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo nên mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? Số 4. Ví dụ, con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu, thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi thực hành phóng sanh, khiến cho thiên địa quỷ thần thảy đều thương xót tấm lòng thành thương loài vật của ta, sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. Số 5. Nếu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật hòng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, hả còn đáng gọi là con người đứng cùng trời đất thành tam tài chăng? Nhưng ta với chúng cùng trong sanh tử, từ vô thị đến nay, cố nhiên chúng đều là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của mình. Mình cũng là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của chúng. Mỗi con vật ấy trong khi làm người hoặc lúc trong dị loại từng bị ta giết, ta cũng trong lúc làm người hoặc trong lúc làm dị loại từng bị chúng giết, làm kẻ oán người thân, sanh ra nhau, giết hại nhau. Số 6. Ta nay may nhờ phước thiện đời trước, sanh trong loài người, tất nhiên
nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng ấy đều được yên ổn, lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu, còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ, để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo, mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục, bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất, khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp, dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hàng ngày sát sanh, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Số 7. Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trùng thứ nhân từ, kiên giết phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời, rành rành ngõ hầu tập thành tánh. Ngay từ lúc còn thơ đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến nhỏ nhoi, lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác khiến cha mẹ tổ tiên mang nhục lây. Số 8. Lại như trong các giới giết trộm dâm dối, kinh đều nói phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận, trong giới chẳng thực hành phóng sanh cứu mạng. Kinh Phạm Võng dạy: hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đời đời chẳng lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng sanh để ăn thịt chính là giết cha mẹ mình. Bởi thế mới nói đạo hiếu của Phật giáo gồm khắp tứ sanh lục đạo, từ vô thị trước đến tận vị lai sau, chẳng thể đem chuyện chỉ biết một đời một thân ra so sánh được. Biết vậy rồi mà chẳng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì làm sao trọn hết được đạo hiếu chí cực, không chi hơn được nữa đây. Số 9. Lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, kiên giết phóng sanh, yêu tiếc tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, văn làm các điều thiện, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì trí huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được như vậy chẳng để mất, vãng sanh Tây Phương thì huệ ấy càng dễ thuần. Đến khi phiền não hết sạch, phước huệ viên mãn là huệ đã thuần đến cực điểm, bèn viên thành Phật Đạo. Thế nhân hay lầm tưởng mình có trí huệ, chẳng biết rằng trí huệ đó là vàng còn trân quặng, trọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu sạch hết mọi tạp chất thì mới có ích. Đại ý như thế, mong hãy dốc chí. Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ. Này thế nhân đa phần miệng lưỡi nhanh nhạy, ăn nói hay ho, bóng bẩy, trong bụng thối nát, vô ích, thật đáng buồn.
Số 10, khi đứa con gái của ông Trương Chiết Tiên ở Vân Nam đi lấy chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhạn. Ông ta bèn đem chúng phóng sanh ở chùa Văn Thê trong núi Hoa Đình đã được 3 năm rồi. Cặp ngỗng của ông ta mỗi sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vương cổ ngắm Phật. Tháng 4 năm nay con trống chết trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy con ngỗng mái bỏ ăn mấy ngày. Nó đến nhìn Phật, thầy Duy Na khai thị, dạy nó cầu vãng sanh, đừng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngỗng bèn đi nhiễu 3 vòng, vỗ 2 cánh một cái rồi chết ngay. Do vậy ông Chiết Tiên bèn viết bài ký sự về sự vãng sanh của cặp ngỗng trắng. Ôi lạ lùng thay, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ư? Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, những cái đoạn này là chúng tôi xem trong văn sao, rồi trích lục ở trong Gia Ngôn Lục, trích từng đoạn, và những cái mẫu chuyện như là cái mẫu chuyện của cái đôi cặp ngỗng này quý giá dữ lắm. Quý vị mà đi tìm trong văn sao 3-4 bộ cuốn sách mà dày như vậy mà để ra những cái cốt tủy này mất thời gian dữ lắm. Mà khi mình nghe được như vậy rồi mình sanh ra cái công đức tùy hỷ, thấy ngày luận lý đến cái việc phóng sanh nó thông ba đời, giết lồi xuất sanh để cúng tế cha mẹ trong đời này hoặc cho cha mẹ ăn, đó là giết cha mẹ của quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại. Thế có ai mà lý luận đến cái chỗ này không? Kinh khủng luôn. Vậy cho nên hôm nay mình ăn chay được, mình thấy đây là cái việc may mắn của mình đúng không? May mắn vô cùng luôn. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ chỉ có Ngài mới nói về cái việc phóng sanh nó xác quyết mà nó sâu sắc như vậy. Nói với pháp môn tịnh độ nữa thì thôi tuyệt. Lấy trì giới là không sát sanh trộm cắp tà dâm. Đó là cư sĩ. Thêm các vị sa di mà tỳ kheo cũng phải giữ 10 giới. Không nằm giường cao, chiếu rộng, lớn xinh đẹp. Không xem nghe múa hát đờn kèn yến tiệc đông vui. Không phóng son quần áo giải lụa tươi tốt là thứ 8. Thứ 9 là không ăn phi thời, không ăn chiều. Và đúng ra cái giới không phi thời là phải một ngọ, sáng cũng không ăn luôn. Nhưng mà thôi, mình đây phương tiện cũng phải dùng buổi sáng để còn phải làm những công việc, và cái thân thể của mình chưa chứng pháp thân cho nên mình không có được như Phật, như các vị như là Ấn Tổ mà suốt 31 năm chỉ ăn một bữa trưa, thì mình phải cần thêm một buổi sáng nữa. Mà ăn sanh tâm hổ thẹn, rồi buổi chiều mình ngưng lại, thì thực sự đây là tốt, việc này rất tốt. Vừa rồi có hai chú là chú Đức Minh với chú Đức An, cô Giáng Hương ở Sài Gòn có lên, cô nói hai đứa nhỏ mặt mày sáng sủa hoan hỷ. Nó mà có căn lành ở đến gần chùa là cái phước báu nhân duyên thù thắng. Cổ đôi khi cũng muốn lên gần chùa để mà ở, mẹ cổ lúc trước cũng lên đây nhưng mà vì cuộc sống gia đình cho nên cổ chưa lên được. Cái thân cổ dưới đó mà cái tâm cổ cứ hỏi chùa chiền sao, rồi phát tâm cúng gạo lo công việc này việc nọ cho chùa, gần như cái tâm ở gần trên chùa. Mà để mà thân tâm lên chùa là chưa đủ duyên. Mà mấy đứa nhỏ này là nó mới nhỏ, 8, 9 tuổi, 9, 10 tuổi mà được lên gần chùa rồi. Lên một cái đĩa là khắp nơi thành thế giới ngưỡng mộ, hai đứa nhỏ mà còn không ăn chiều, nó gần chùa, nó biết tu. Cho nên thành ra là biểu pháp. Cái tu một cái là có sức ảnh hưởng ngay. Đó. Vậy cho nên thành ra trong văn sao Ấn Tổ đó thì Giác Nhàn nói với mấy anh em huynh đệ ở dưới này, cũng như là ở trên chùa đang nghe trực tiếp đó. Nên trân quý cái bộ văn sao này. Hầu như hàng ngày Giác Nhàn ăn sáng, ăn trưa, nghe văn sao Ấn Tổ và cái mẫu chuyện này hồi sáng nghe thấy thích quá. Coi như là cái đoạn này Giác Nhàn phải bôi đen. Kinh dạy chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì thế, lúc các ngươi nghĩ đến Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Câu này sâu lắm. Rồi khi mình đọc lướt qua mình không hiểu nổi. Rồi cuối cùng mình xem thường, mình nghĩ mình đọc hết rồi đúng không? Nhưng mà mình không hiểu nổi. Mà hiểu là cả một vấn đề rồi còn thực hành nữa. Cái người mà họ
họ niệm Phật, tức là họ đi vào trong tâm tưởng của Phật. Tâm tưởng của Phật nghĩa là gì? Là Phật luôn luôn gia trì đến cho người đó, gia hộ người đó. Còn khi mà họ bỏ câu niệm Phật, không niệm Phật nữa, thì họ ra ngoài tâm tưởng của Phật rồi. Mà ra ngoài tâm tưởng của Phật rồi thì nghiệp lực nó đánh mình, nó hại mình. Mình lúc đó kêu trời không thấu. Bởi vì mình không vào được tâm tưởng của Phật, không vào được sự gia trì của Phật. Bởi vì mình niệm Phật không có chuyên nhất. Niệm năm ba câu, niệm tà tà. Khi mà gặp nạn hoặc là bệnh đau hoặc khổ là tâm mình dồn hết vô trong đó chứ không nghĩ được Đức Phật nổi. Không niệm được câu Phật hiệu nổi thì làm gì vào trong tâm tưởng của Phật. Mà người bình thường họ không khổ đau, họ đang bình thường mà họ niệm được như vậy thì trong tâm họ đang nung đúc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà chỉ có nung đúc cái nhân thôi. Mà họ về tới Tây Phương, họ ho nở, thấy Phật ngộ vô sanh thì lúc đó cái quả của cái tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp bắt đầu xuất hiện. Coi chừng một đời này mình không đủ thời gian để mình đi vào trong tâm tưởng của Phật. Mình không có đủ thời gian để mình niệm Phật do mình suy nghĩ lung tung quá. Những chuyện không có đáng. Đáng lẽ cái tâm tưởng mình phải luôn luôn nghĩ đến Phật, niệm Phật để mình đi vào trong tâm tưởng của Phật để được cái sự giá trị của Phật. Mà khi được cái sự giá trị của Phật thì thân tướng này, là trí tuệ này, là phước báu này, là củ cải này, rồi cảnh giới này, nó đều thù thắng hơn kẻ bình thường không nghĩ. Hiểu không? Mà vì sao mình không làm được? Thứ nhất là không ai nói cho mình nghe. Thứ hai là người ta nói rồi mà mình cũng không chịu làm. Đó là căn lành mình quá yếu kém. Thui chột căn lành rồi. Đó, trong kinh nói. Rõ ràng ngày vắng. Cái quán kinh nói. Trong quán kinh là kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Khi mà mình niệm Phật, tức là mình vào trong tâm tưởng của Phật. Mà khi vào trong tâm tưởng của Phật thì vậy Phật lực gia trì ngay. Để ý coi, đang khổ đau coi. Niệm Phật cái tự nhiên khổ đau nó mất à? Phải tha thiết mà niệm nó mất ngay. Mà khi nó mất đó, tức là mình đã vào trong tâm tưởng của Phật và có Phật lực gia trì nó mới mất chứ. Chứ không nó hại mình cho đến chết, đọa luôn. Mới cứ càng khổ là càng nghĩ ác niệm càng khởi lên. Cứ càng khổ đau là ác niệm càng khởi lên. Dễ sợ chưa? Dẫu cho không có chuyện gì hết đến với mình, mình cũng nghĩ những cái chuyện ác niệm. Bởi vì cái khổ đó nó làm cho cái tâm xấu ác mình nó khởi lên. Mà khi bắt đầu mình niệm Phật thì cái tâm xấu ác, cái tâm mà nghĩ xấu những người khác, cái tâm ác đó nó mất. Thì có phải là được Phật lực gia trì vào trong tâm tưởng của Phật không? Phải. Vì sao mình không làm được? Không ai nói. Nhắc lại nè, dẫu cho nói cũng để ngoài tai. Niệm năm ba câu chơi thôi. Hàng ngày niệm lung tung lang tang. Mà đã không niệm Phật rồi á, thì người này phải niệm ác. Dẫu cho niệm thiện đi nữa, họ khởi tâm thiện đi nữa, mà thiện vẫn còn ngã mạn trong đó. Dẫu chỉ có những cái bậc mà họ trở về với cái thể tánh thanh tịnh, trở về cái tâm thường hằng thanh tịnh, tịch chiếu của họ đó, thì người này mới không nghiền khởi ác lên. Mà cái cảnh giới này không phải dễ gì vào. Cái tâm mà thường thanh tịnh, sống với thể tánh tịch mà chiếu mà tịch, thì người này phải đại triệt đại ngộ. Còn người này chưa đại triệt đại ngộ mà không nghĩ đến Phật niệm Phật thì người này phải là đang nghĩ ác. Dẫu cho đang đi làm thiện cũng là trong ngã mạn là ác đấy. Cho nên Ấn Tổ mới nói là bỏ câu Phật hiệu bạn liền rớt trong lục đạo, liền rớt trong ác đạo mà. Ghê chưa? Như vậy bây giờ mình niệm bằng miệng niệm, gọi là tán tâm niệm Phật, vẫn có công đức hơn là mình không niệm. Mà cái người mà nhiếp tâm mà định tâm niệm Phật có công đức hơn tán tâm niệm Phật. Đúng không? Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Biết chuyện này mà không niệm Phật là không có lẽ. Không có lẽ nào nữa. Mấy anh em nghe chưa? Nghe văn sao Ấn Tổ nói. Những cái điều này là chúng tôi liên hệ nhiều cái đoạn Ấn Tổ nói trong này. Đó, bây giờ mình đang ngồi trong này, tự nhiên mình nghe bắt đầu cái bồ đề tâm mình nó kiên cố và cái thiện căn mình nó được tăng trưởng, đúng không? Nhưng mà ra ngoài mà, rồi cái không ai nhắc nhở, nghĩa là 2-3 ngày sau mà không nghe, hoặc giả nó sao lãng cái rồi mất. Trở lại tâm phàm phu. Mà tâm phàm phu rồi là phải tạo nghiệp trong sát na luôn. Sát trộm dâm dối nó liền như vậy. Ghê lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mình là phàm phu mà nó đang nằm ở trong cái cửa ải của phàm phu mà. Mà nó nâng cao cảnh giới thì buộc người này phải là niệm Phật thôi. Chứ còn vô cái cảnh giới tịch mà chiếu mà tịch đại triệt đại ngộ thì đời này tìm không ra. Mình không có cửa ra. Còn mà để không thì nó rơi trong niệm ác đó. Còn không là vô ký. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mà cái vô ký này nó bước qua cái nghiễn cửa của cái thi niệm ác là cực kỳ nhanh luôn. Nhanh cực kỳ. Giống như trở bàn tay.
Mình hiểu như vậy rồi mình không niệm Phật thì mình phải rớt vô niệm ác. Mà cái niệm đã khởi lên ác rồi thì nó cứ theo cái đà đó để bắt đầu đời sau nó phải vào cõi ác thôi. Đúng không? Chắc chắn là như vậy mà. Vì sao người ta lại có phước báu? Người ta làm phước rất dễ dàng, người ta niệm Phật rất dễ dàng. Một phần là họ chịu khó, chịu thương, họ tha thiết, họ muốn liễu sanh thoát tử. Một phần người này cũng có căn lành đó, họ mới làm được. Còn không có căn lành họ làm được đâu. Khó lắm. Thôi cái lá thư này 10 trang mà rút còn lại 4 trang để tuần sau. Hết giờ. Bây giờ là 10 giờ 27 phút để ra phóng sanh. Để tuần sau. Tuần sau giảng rồi đến 10 rưỡi phóng sanh rồi làm cái đĩa để phát lên trên mạng. Lâu quá rồi chưa phát trực tiếp. Hôm nay phát lên trực tiếp. Mà mỗi lần phát trực tiếp thì quý thầy chuẩn bị rất là vất vả. Nhiều lúc nó rớt lên rớt xuống nữa. Cho nên hôm nay giảng trực tiếp để cho đại chúng nghe. Mà thực sự hôm nay cái buổi giảng chúng tôi thấy thấm thía. Trong văn sao Ấn Tổ, từng đoạn, từng chữ, nhất là chú Duyên, ông nói mỗi lần con xuống dưới phòng để duyệt đĩa lại là con nghe từng chữ, từng câu. Bây giờ ông đang nghe, ông quay phim xong rồi xuống, ông duyệt lại cái đĩa, ông nghe từng chữ, từng câu trong đó nữa. Kêu nó thấm, từng chữ, từng câu nó thấm, trong văn sao nó thấm. Tức là mình đang tưới cái pháp bảo, mình đang tưới cái pháp vị của văn sao vào trong cái thiện căn bồ đề tâm của mình. Quý lắm, quý lắm. Khác không? Khác hơn hồi nãy giờ mình đi lòng vòng ở bên ngoài không? Mình đang ngồi trong cái hội trường, trong cái đại chúng, cũng như ở trên chùa, hoặc những người đang nghe, thấy nó khác hơn là mình không nghe không? Khác lắm, khác lắm. Trong người mình nó có một cái pháp vị trong đó, cái là nó an vui trong đó. Nhiều lúc cái từ trường này nó cái kéo dài 2-3 ngày, 5-7 ngày rồi mình tiếp tục về nghe pháp mình tu là cái an vui này nó cứ kéo dài. Cho nên cảnh giới cực lạc là gì? Thuần vui không khổ. Cái niềm vui cùng cực là suốt ngày nghe cái cây cũng thuyết pháp, suối reo cũng thuyết pháp, chim hót cũng thuyết pháp, rồi Đức Phật A Di Đà cũng thuyết pháp, suốt ngày chỉ ăn pháp vị thôi. Còn mình ở đây chỉ là ngũ dục, ăn với ngủ, ăn đoàn thực nhai vô thì no quá chịu không nổi, mà đói thì cũng chịu không nổi, thì cứ làm phàm phu mãi thôi. Còn ở trên đó là gì? Họ tưởng ăn là có ăn, đó là tưởng của tông tâm tưởng thôi, chứ thực sự họ ăn cái pháp vị của Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp trên đó, họ no rồi. Thấy không? Đó. Cái cảnh giới nó khác như vậy đó. Bây giờ mình phải tập lần để gì? Để mà mình đi về cảnh giới trên đó. Chứ không phải là lầm lỡ chui vô bụng mẹ địa ngục máu 9 tháng 10 ngày rồi ra làm kẻ phàm phu tục tử này nữa đâu. Lầm một đời này thôi chứ không lầm đời thứ hai nữa đâu. Quyết định nó như vậy. Được chứ, Phật cũng là một phàm phu như chúng ta mà Phật thành Phật. Có người hướng dẫn và Ngài quyết tâm. Còn mình cũng là một phàm phu, cũng sẽ thành Phật nếu có người hướng dẫn và quyết tâm. Quyết tâm đó là thiện căn mình phải sâu dày, mình kiên quyết. Đó là cái việc hôm nay Dân Nhàn chia sẻ trong 1 tiếng rưỡi, trong 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Thôi giờ đây đại chúng hồi hướng xong ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Niệm Phật phóng sanh phước huệ viên mãn, hồi hướng Tây phương sen vàng thượng phẩm. Một ngày qua niệm Phật thấy buồn nan chán đời, một ngày chăm niệm Phật vui vẻ sống khơi khơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày qua niệm Phật đầu óc bỗng lang thang, một ngày chăm niệm Phật bước đi thật chứng vàng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày qua niệm Phật thấy người sao qua ác, một ngày con niệm Phật nhìn đời cũng dễ thương. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày qua niệm Phật coi nhẹ chuyện
sắc sân, chó mèo thành món nhậu, người sao quá vô tình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày ta niệm Phật, trong niệm Phật có thiền, đôi cành tâm trong rộng, đây là món thần tiên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quên niệm Phật, cám dỗ bỗng nổi lên. Một ngày có niệm Phật, tham dục cắt đứt liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quên niệm Phật, lo lắng đến từng hồi. Một ngày con niệm Phật, tâm hồn thay thanh thơ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quên niệm Phật, ăn nói cũng vội vàng, tính tình sao cao có, rắc rối tới liên quan. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quên niệm Phật, ta lạc lối đi về. Một ngày quên niệm Phật, tham sân si tràn về. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11-11-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.